đưa đôi tay lên cao, con thờ phương Chúa. Với ca tâm linh con đang hướng về Ngài. Giê-xu là vua chí cao, lòng con ngợi tôn vua. Đưa đôi tay lên cao, con thờ phương Chúa. Với ca tâm linh con đàn hướng về Ngài. Thank you.
Chủ đề mà tôi cùng học với ông bà chị trong buổi sáng hôm nay, trong thời gian ngắn ngủi này, đó là hội thánh tăng trưởng lớn và mạnh. Dường như chữ lớn và mạnh nó luôn ở trong tâm trí của tôi khi ăn, khi ngủ, khi đi, khi đứng và khi cầu nguyện. Tôi vẫn ước ao đây là mục tiêu không những tôi mà quý vị chúng ta sẽ theo đuổi để làm sao chúng ta có hội thánh lớn và mạnh. Và cảm ơn Chúa, lời của Chúa đã cho chúng ta thấy Kinh Thánh ở trong đoạn 9 câu 31 cho chúng ta biết có những cái vùng là vùng Giu-đê, Ga-li-lê, Sa-ma-ri. Ba cái vùng này họ đã được Đức Chúa Trời chúc phúc, và hội thánh ở tại ba cái khu vực này đã được tăng trưởng nhờ đâu? Thứ nhất, đó là họ hưởng được sự bình an. Một trong những bí quyết để hội thánh tăng trưởng, một trong những bí quyết để hội thánh của Chúa trở thành hội thánh lớn và mạnh, hội thánh đó phải được hưởng sự bình an của Chúa. Tôi học cách nghĩa thì quý vị cũng biết bình an là gì rồi. Bình an có nghĩa là gì? Là không có điều gì bất ổn xảy ra, đúng không? Bình an có nghĩa là không có xung đột. Bình an là vui mừng, là sự an ổn ở trong bệnh chim của chúng. Kính thưa hội thánh, hội thánh của vùng Galilee, Giu-đê, Samari, họ đã hưởng được sự bình an của Chúa. Họ không có sự bất ổn ở trong đó, không có sự xung đột ở trong đó, họ có được hạnh phúc ở trong đó, họ có được sự tế trị của Chúa ở trong đó. Và chúng ta cũng biết được bình an đó là một trong dấu hiệu của thiên đàng. Bình an cũng là bày tỏ sự hiện diện của Đức Chúa Trời ở tại khu vực đó. Bởi vì nước của Đức Chúa Trời chẳng phải tại ăn uống bằng là mọi sự bình an. Và Chúa ở đâu, bình an ở đó. Chúa ở đâu, bình an ở đó. Và thiên đàng ở đâu, bình an ở đó. Hội thánh phải hướng sự bình an của Chúa. Cho nên nhân đây tôi kêu gọi tất cả quý đệ tử của Chúa có mặt trong buổi sáng hôm nay, hãy nhớ, muốn xây dựng hội thánh lớn và mạnh thì mỗi người trong chúng ta phải có linh của sự bình an ở trên đời sống của mình. Chúng ta phải tạo được cái bầu không khí bình an ở trong hội thánh của chúng ta và không cho phép sự xung đột xảy ra ở trong hội thánh của mình. Cách đây hai tuần chúng tôi nghe một sư ân nói một câu rất là hay và tôi rất là tâm đắc với câu này. Người Hoa họ có câu đó là hòa khí sinh lợi. Hòa khí sinh lợi rất hay. Khi mà chúng ta sống hòa bình thì nó sẽ sinh lợi. Chúng ta nói này, hòa bình nó sẽ sinh lợi. Và ở dưới hội thánh của chúng tôi muốn tìm cái câu đối cho nó khớp với cái câu hòa khí sinh lợi. Chúng tôi một sư cô đang kêu tiếng, ông có câu đối của con một sư ân, đó là xung đột phá sản. Xung đột phá sản, đúng không quý vị? Ai đồng ý câu đó hả? Dạ, những quý vị nói người bên phải đi. Xung đột phá sản. Nói lần nữa, hòa khí sinh lợi. Amen. Nguyện Đức Chúa Trời giúp cho hội thánh chúng ta là hội thánh được bình an. Không phải chỉ có vùng Galilee, không phải chỉ có vùng Samari, không phải có vùng Giu-đê, mà hội thánh của từng miền Nam sẽ là hội thánh bình an. Hội thánh bình an. Từ cái tiếng Hebrew, cái chữ bình an là Shalom. Nên quý vị chúng ta nghe đó là Shalom, đó là tiếng của Hebrew. Và nếu chúng ta tra cứu ở trong Kinh Thánh, hãy chỗ nào nói chuyện đến chữ Shalom, nói chuyện bình an, không phải chỉ nói về sự an toàn mà thôi. Nhưng mà khi nói đến chữ Shalom còn có một cái nghĩa khác, đó là thành vượng, thành đạt, thành công. Tôi thích cái từ này là quý vị. Tôi xin gặp Kinh Thánh và tôi thấy cái từ này làm cho tâm trí của tôi được mở ra. Tôi xin nhắc lại, tiếng Hebrew cái chữ bình an là Shalom. Mà Shalom có nghĩa thêm một cái nghĩa nữa, đó là thành đạt, thành công, thành vượng. Khi Đức Chúa Trời chúc bình an cho chúng ta, khi Chúa Giê-xu chúc bình an cho chúng ta, bên cạnh đó không phải chúng ta được bình an, không có xung đột mà thôi, nhưng mà bên cạnh đó chúng ta được thành vượng.
vượng. Có bài người amen à? Chúng ta được thành vượng. Chúng ta được thành đạt. Đó là bình an. Bình an không có nghĩa chỉ là không xung đột, nhưng bình an còn có nghĩa là thành đạt. Muốn hội thánh tăng trưởng, muốn hội thánh lớn và mạnh, chúng ta phải là hội thánh giàu có, hội thánh thành đạt. Chúng ta không thể nào thiếu trước hụt sau. Một gia đình không thể nào thiếu trước hụt sau, gọi đó là gia đình dư giả được. Một hội thánh mà nó là tăng trưởng mà cứ thiếu trước hụt sau thì không phải là hội thánh tăng trưởng. Hội thánh tăng trưởng là hội thánh đó phải được thành công, hội thánh đó phải được thành đạt, hội thánh đó phải được giàu có. Amen. Ngồi trên ngôi cùng
thưa quý vị đại biểu, các vị khách quý cùng toàn thể quý tôi tớ Chúa và con cái Chúa trong cả nước thân mến. Chúng ta dâng lời cảm tạ ơn Chúa vì những việc vĩ đại mà Ngài đã làm cho Hội Thánh Phúc Âm Ngũ Tuần Việt Nam trong suốt hơn 20 năm qua. Quả thật, từ vinh quang qua vinh quang, từ phép lạ này đến phép lạ khác đã dìu dắt Hội Thánh vượt qua bao khó khăn, thăng trầm để tiếp tục đứng vững, phát triển cho đến ngày nay. Kính thưa quý vị, niềm vui về điều lớn lao mà Chúa đã đem đến cho chúng ta trong ngày Hội Thánh Phúc Âm Ngũ Tuần Việt Nam được Chính phủ cấp giấy phép hoạt động tôn giáo 19 tháng 10 năm 2009 chưa dứt, thì hôm nay một lần nữa chúng ta lại hết sức vui mừng cảm tạ ơn Chúa vì Ngài đã nhận lời cầu xin của chúng ta và đã cảm động các cấp lãnh đạo chính quyền, đặc biệt là ban tôn giáo Chính phủ đã đồng ý cho Hội Thánh Phúc Âm Ngũ Tuần Việt Nam được tổ chức Đại Hội Đồng lần thứ nhất, lần thứ 11 theo lịch sử của giáo hội. Và đó cũng chính là lý do mà chúng ta có mặt trong ngày lịch sử và trọng đại hôm nay. Một lần nữa chúng ta cùng nhau cho một tràng pháo tay thật lớn để dâng sự vinh hiển lên ba ngôi Đức Chúa Trời vinh hiển của chúng ta. Bây giờ trân trọng kính mời hội đồng chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện để chúng ta tin rằng Chúa sẽ ban phước một cách đặc biệt trong hai ngày hội đồng của chúng ta. Điều chi chúng ta dâng lên cho Chúa? Bởi sự trông cậy nơi Ngài, chúng ta tin chắc Ngài sẽ làm phép lạ và ban phước cho chúng ta. Amen. Cảm tạ ơn Chúa. Trân trọng kính mời quý vị an toàn. Thay mặt cho ban tổ chức, tôi xin trân trọng được giới thiệu quý đại biểu, quý vị khách quý và quý tôi tớ con cái Chúa đã đến tham dự trong đại hội đồng hôm nay. Về phía đại diện cho các lãnh đạo của chính quyền, chúng tôi hân hạnh chào đón sự hiện diện của ông Phạm Huy Thơ, Phó trưởng ban tôn giáo Chính phủ. Xin chúng ta dâng lời cảm ơn. Chúng tôi hân hạnh chào đón sự hiện diện của ông Nguyễn Văn Thông, Vụ trưởng Vụ Tin lành Ban Tôn giáo Chính phủ. Chúng tôi hân hạnh chào đón ông Trần Mạnh Hưng, Phó Vụ trưởng Vụ Tin lành Ban Tôn giáo Chính phủ. Chúng tôi cũng hân hạnh chào đón ông Võ Sĩ Bình, chuyên viên Vụ Tin lành Ban Tôn giáo Chính phủ. Ngoài ra thì chúng ta cũng rất là vui mừng vì có sự hiện diện của đại diện cho Viện Nghiên cứu Tôn giáo là ông Nguyễn Xuân Hùng. Chúng tôi cũng hân hạnh chào đón đại diện của Ban Tôn giáo thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi hân hạnh chào đón sự hiện diện của đại diện Bộ Công an. Chúng tôi hân hạnh chào đón sự hiện diện của đại diện Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Chúng tôi hân hạnh chào đón sự hiện diện của Ban Tôn giáo Dân tộc thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi hân hạnh chào đón sự hiện diện của Công an thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi hân hạnh chào đón sự hiện diện của Ban Tôn giáo thành phố Cần Thơ. Chúng tôi hân hạnh chào đón sự hiện diện lãnh đạo của Ban Tôn giáo tỉnh Long An. Chúng tôi hân hạnh chào đón sự hiện diện của lãnh đạo Ban Tôn giáo tỉnh Lâm Đồng. Thay mặt cho ban tổ chức,
Chúng tôi cũng hân hạnh chào đón sự hiện diện của đại diện lãnh sự quán, đó là Phó lãnh sự Mỹ, cô Dennis Sullivan. Chúng tôi hân hạnh chào đón sự hiện diện của Mục sư Tiến sĩ Dave River, Chủ tịch nhà sáng lập tổ chức RIP International. Cùng Mục sư Đặng Ngọc Thiên Ân là Giám đốc điều hành tổ chức RIP International. Chúng tôi cũng hân hạnh chào đón sự hiện diện của Mục sư Tiến sĩ Cha Sung Kyu cùng bà là Hội trưởng của Hội Thánh Phong Ngũ Tuần Hàn Quốc. Chúng tôi hân hạnh chào đón sự hiện diện của Mục sư Tiến sĩ Vincent Leo, cựu Mục sư Tổng quản nhiệm của Hội Thánh Phong Ngũ Tuần Malaysia. Chúng tôi hân hạnh chào đón sự hiện diện của ông bà bác sĩ Wayne Wright, Chủ tịch Tổ chức Mission Việt Nam. Chúng tôi hân hạnh chào đón sự hiện diện của ông Don Chorndorfer, nhà sáng lập và chủ tịch tổ chức tặng xe lăn tay nhân đạo toàn cầu. Chúng tôi hân hạnh chào đón ông Robert Kalachan, nhà sáng lập và chủ tịch tổ chức Trả Lại Tuổi Thơ, đã hoạt động tích cực tại Việt Nam trong việc cấp xe lăn trong suốt 7 năm qua. Chúng tôi hân hạnh chào đón sự hiện diện của ông Richard Worth thuộc Hội Thánh Phong Ngũ Tuần, đại diện cho tổ chức Trái Tim Hy Vọng, một chương trình vận động giúp đỡ mổ tim cho người nghèo tại Việt Nam. Ngoài ra, chúng tôi cũng hân hạnh chào đón đại diện của lãnh đạo thuộc Hội Thánh Ngũ Tuần Pháp, Ngũ Tuần Philippines và những quốc gia khác là những người đang sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, chúng ta cũng không quên để chào đón sự hiện diện của các tôi tớ của Chúa là những người thân thương đã cầu nguyện cho chúng ta trong ngày hôm nay, là những người bên cạnh chúng ta trong hành trình đem phúc âm của Chúa đến cho đồng bào của chúng ta, đó là các vị lãnh đạo đại diện của các hệ phái bạn đã có mặt tại đây cùng với chúng ta chung vui trong ngày hội đồng hôm nay. Một lần nữa xin hội đồng chúng ta cùng nhau đứng lên trong một tràng pháo tay thật lớn để chào mừng sự hiện diện của các đại biểu, của vị khách mời và tất cả những đại diện của các hội thánh đến đây. Xin mỗi người chúng ta cùng đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Chúng ta hãy cầu nguyện đặc biệt để xin Chúa ngày chúc phước cho thì giờ còn lại trong lễ khai mạc buổi sáng hôm nay. Và chúng ta cùng nhau hiệp ý trân trọng kính mời Mục sư Tổng quản nhiệm Dương Thành Lâm đến máy ghi âm dâng lời cầu nguyện và tuyên bố khai mạc. Thưa Cha là Đức Chúa Trời yêu thương của chúng con, Đấng đã tạo dựng nên cả vũ trụ trời đất và chính Ngài Đấng đã tạo dựng nên chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa vì không những Ngài tạo dựng nên chúng con, nhưng Ngài có chương trình để cứu mỗi chúng con. Không những Ngài cứu chúng con, nhưng Ngài sai dùng chúng con để đem phúc âm cứu rỗi đến cho đồng bào Việt Nam của chúng con. Và cảm ơn Chúa vì Ngài đã thiết lập Hội Thánh của Chúa trên đất nước Việt Nam này. Cảm ơn Chúa vì Ngài đã lãnh đạo Hội Thánh của Chúa trong suốt 20 năm qua. Và cảm ơn Chúa vì Ngài đã nghe lời cầu nguyện chúng con. Cảm ơn Chúa vì Ngài đã thành tín trên chúng con. Cảm ơn Chúa vì Ngài tốt lành đối với chúng con. Hallelujah! 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 Ngợi khen Ngài, tôn cao Ngài, chúc tán Ngài, bởi vì Ngài là vua của chúng con. Và cảm ơn Chúa vì chính Ngài cũng là Đấng đã cảm động lòng Ban Công giáo Chính phủ, chính quyền Việt Nam đồng ý cấp phép công nhận hoạt động cho Hội Thánh Ngũ Tuần Việt Nam của chúng con. Ngợi khen Cha vì những công việc lạ lùng, những việc diệu kỳ mà Ngài đã hành động trên Hội Thánh Chúa và trên đất nước Việt Nam thân yêu của chúng con. Để buổi sáng hôm nay chúng con được ra mắt Chúa, được ra mắt chính quyền, được ra mắt Hội Thánh Ngài. Ngài chính thức chúng con tổ chức đại hội đồng lần thứ nhất của Hội Thánh Ngũ Tuần Việt Nam. Ngài mà chúng con được công khai hợp pháp để báo tin lành cho Việt Nam của chúng con. Đức Thánh Linh ơi, chúng con chào đón sự hiện diện của Ngài, hoan nghênh sự hiện diện của Ngài và nguyện Ngài từ nơi anh ra ngôi. Cảm ơn Ngài, mọi vinh quang thuộc về Chúa. Chúng con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính thưa ông Phạm Huy Thơ, Phó trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ. Kính thưa ông Nguyễn Văn Thông, Vụ trưởng Bộ Tin lành. Kính thưa lãnh đạo Bộ Công an.
Viện Nghiên cứu Trung ương, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, lãnh đạo Sở Công an Thành phố Hồ Chí Minh, lãnh đạo Ban Tôn giáo Dân tộc Thành phố Hồ Chí Minh cùng toàn thể lãnh đạo các ban ngành. Kính thưa đại diện Phó Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ, kính thưa Mục sư Jeff Dove, đại diện Hội Thánh Ngũ Tầng Thế Giới, kính thưa Mục sư Tiến sĩ Deriver, Mục sư Tiến sĩ Choi Sang-kyu, Mục sư Tiến sĩ Vincent Leo cùng các mục sư đại diện ngũ tầng các nước Hoa Kỳ, Pháp, Úc, Hàn Quốc và Philippines và toàn thể quý vị mục sư đại diện cho các hệ phái, các mục sư quản nhiệm và toàn thể con dân Chúa thuộc Hội Thánh Phúc Âm Ngũ Tầng Việt Nam và quý vị khách quý thân mến. Cảm ơn Chúa vì Ngài đã ban cho chúng ta một ngày tốt lành để được ra mắt và thờ phượng Chúa. Như lời chúc tán của một vị vua hùng mạnh xứ Babylon đã từng nói, Ngài quá là Đức Chúa Trời của các thần, Ngài là vua của các vua, Ngài là Chúa của các chúa, Ngài xứng đáng để chúng ta thờ phượng Ngài. Kính thưa toàn thể Hội Thánh, sau một năm được cấp giấy chứng nhận, Hội Thánh Phúc Âm Ngũ Tầng Việt Nam đã chính thức được hoạt động công khai, hợp pháp. Hội Thánh cũng đã nỗ lực đăng ký với các chính quyền địa phương các cấp về các chi hội hiện đang thờ phượng Chúa trong suốt 44 tỉnh thành trong cả nước. Bên cạnh đó, Ban Tổng Quản trị cũng đã cùng làm việc với Ban Tôn giáo Chính phủ về bản hiến chương của Hội Thánh. Hội Thánh Phúc Âm Ngũ Tầng Việt Nam từ nay bước qua một trang sử mới, từ những hoạt động thầm lặng đến công khai hợp pháp, từ những buổi nhóm tư gia sẽ hướng đến những ngôi giáo đường. Bên cạnh đó, Hội Thánh Phúc Âm Ngũ Tầng Việt Nam sẽ có nhiều cơ hội thuận lợi hơn để có thể đóng góp một phần công sức của mình trong việc xây dựng đất nước Việt Nam trở nên một đất nước công bằng, văn minh và thịnh vượng. Sau một thời gian dài chuẩn bị cho những ngày lễ lớn, ngày mà Hội Thánh sẽ được đầy đủ quyền hợp pháp để xây dựng và công bố phúc âm cứu rỗi trong đồng bào Việt Nam, được sự đồng ý của Ban Tôn giáo Chính phủ, hôm nay ngày 20 tháng 10 2010, chúng ta được tổ chức Đại hội đồng Tổng hội Phúc Âm Ngũ Tầng Việt Nam lần thứ nhất, lần thứ 11 theo lịch sử giáo hội. Vì vậy, trong thời điểm này, thay cho Ban Tổng Quản trị Hội Thánh, tôi chính thức tuyên bố khai mạc Đại hội đồng Tổng hội Hội Thánh Phúc Âm Ngũ Tầng Việt Nam. Nguyện Đức Chúa Trời ban phước cho hội đồng và chúc hội đồng được thành công tốt đẹp. Xin chân thành cảm ơn. Xin kính mời hội đồng an toàn. Tiếp sau đây chúng ta sẽ được nghe đọc lời của Chúa ở trong sách Thi Thiên thứ 98. Trân trọng kính mời Mục sư Nguyễn Quang Trung. Xin hội đồng chúng ta cùng hướng lòng lắng nghe lời của Đức Chúa Trời. Khuyên dân ngợi khen Đức Giê-hô-va vì sự công bình Ngài. Hãy hát cho Đức Giê-hô-va một bài ca mới, vì Ngài đã làm những sự lạ lùng. Tay hữu và cánh tay thánh của Ngài đã giải cứu Ngài. Đức Giê-hô-va đã tỏ cho biết sự cứu rỗi Ngài và lộ ra sự công bình Ngài trước mặt các nước. Ngài đã nhớ lại sự nhân từ và sự thành tín của Ngài đối cùng nhà Israel. Các đầu đất đã thấy sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời chúng tôi. Hỡi cả trái đất, hãy cất tiếng reo mừng cho Đức Giê-hô-va, nức tiếng vui vẻ và hát ngợi khen. Khá dùng đàn cầm và giọng ca mà hát ngợi khen Đức Giê-hô-va. Xin cảm ơn. Và hơn hết là giờ này chúng ta sẽ cùng nhau dâng lòng của mình trong sự tôn vinh Ngài, ca ngợi Ngài, chúc tụng danh của Chúa là đấng vinh hiển đang ở giữa vòng chúng ta. Trân trọng kính mời quý hội đồng chúng ta cùng nhau đứng lên và chúng ta bắt tay người bên cạnh của mình. Chúng ta nói lời tốt lành, chúc phước cho người bên cạnh của mình trước khi chúng ta cùng nhau dâng lòng của mình lên cho ban ngôi Đức Chúa Trời trong thời gian này. Trân trọng kính mời Mục sư Ngô Đăng Trương Tiến cùng ban nhạc sẽ hướng dẫn cho sự ngợi khen thờ phượng. Dạ, cảm ơn Chúa. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến thời giờ trong sự ca tụng danh Chúa buổi sáng nay. Amen. Chúng ta cùng nhau vỗ tay chúc phước cho Chúa một lần nữa quý vị. Alleluia. Hãy hát ngợi khen khắp các nước.
dâng sự ngài, là bài chiến của lòng con ngài. Ta hồn về ngày cách vui mừng, hãy hát sương mà đến trước mặt ngài. Ta hồn về ngày cách vui mừng, hãy hát sương mà đến trước mặt ngài. Về Chúa của chúng con. Hallelujah, hallelujah. Cảm ơn Ngài. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Chúa ơi, Ngài xứng đáng để cho con thờ phượng. Ngài xứng đáng để cho con ca ngợi Chúa ơi. Lòng chúng con muốn tôn cao Ngài Chúa ơi. Cả vũ trụ này cùng nhau chúc phúc cho Ngài Chúa ơi. Hallelujah. Oh, hallelujah. Cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài. Ngài xứng đáng được tôn thờ và đáng chú tôn. Giờ chúng con đưa cao đôi tay mình và chúng con lên phụ Chúa Thánh. Ngài xứng đáng được tôn thờ và đáng chú tôn. Giờ chúng con đưa cao đôi tay mình và chúng ta Giêsu Chúa Thánh, vì Chúa con ngang, Ngài là những phép lạ lớn lao, và vì Chúa con ai như Ngài, vì Chúa con ai như Ngài, vì Chúa con ngang, Ngài là những phép lạ lớn lao, vì Chúa con ai như Ngài.
Alleluia. Một lần nữa chúng ta cho một tràng pháo tay thật lớn để dâng sự vinh hiển lên cho ba ngôi Đức Chúa Trời của chúng ta. Trân trọng kính mời hội đồng an tòa. Kính thưa quý vị, lịch sử là những khoảnh khắc thời gian ghi lại những sự kiện, những dấu ấn để khiến cho chúng ta không ngớt để cảm tạ ơn Chúa những điều diệu kỳ mà Ngài đã làm trên hội thánh của Ngài. Và cũng là một sự khích lệ đức tin của chúng ta để tiếp tục bước tới phía trước, đeo đuổi khải tượng, những ước mơ, những hoài bão mà Chúa đã ban cho chúng ta. Giờ đây xin quý hội lòng chúng ta cùng nhau lắng nghe sơ lược về quá trình hình thành của Hội Thánh Phúc Âm Ngũ Tuần Việt Nam. Trân trọng kính mời Mục sư Tổng quản nhiệm Dương Thành Âm. Kính thưa toàn thể hội đồng, kính thưa Phó Ban Tôn Giáo Phạm Quy Thơ, kính thưa toàn thể quý vị khách quý, chúng ta cảm ơn Chúa vì ngày hôm nay thật là một ngày đáng ghi nhớ, một ngày lịch sử của Hội Thánh Phúc Âm Ngũ Tuần Việt Nam của chúng ta. Ngày mà chúng ta chính thức được tổ chức Đại Hội Đồng một cách công khai với sự cho phép của chính quyền nhà nước Việt Nam. Và tôi thiết nghĩ trước khi chúng ta dâng lời cảm tạ Chúa và có những hướng đi cho Đại Hội Đồng Tổng Hội của Phúc Âm Ngũ Tuần Việt Nam của chúng ta trong nhiệm kỳ sắp tới, thì chúng ta cũng cần phải sơ lược lại, nhìn xem lại những gì mà Đức Chúa Trời đã hành động, đã làm ơn cho Hội Thánh của chúng ta trong suốt những năm tháng qua. Hội Thánh Phúc Âm Ngũ Tuần Việt Nam của chúng ta được hình thành trước năm 1975 cùng với các giáo sĩ ngũ tuần của nhiều nước trên quốc gia trên thế giới như Phi Lực Tân, Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Pháp, Thụy Điển. Họ đã đến Việt Nam và khởi đầu với những công tác từ thiện, giúp đỡ bệnh viện, những trang thiết bị và y khoa, thành lập các cô nhi viện, xây dựng những trung tâm cai nghiện bài trừ ma túy, trao tặng nhiều xe lăn cho những người tàn tật và làm nhiều công tác cứu trợ xã hội khác. Bên cạnh những công tác từ thiện, các giáo sĩ cũng tổ chức các buổi truyền giảng cho người Việt Nam và đã làm cho nhiều người Việt kinh nghiệm được tình yêu thương của Đức Chúa Trời. Từ đó đã có rất nhiều người tin Chúa được báp têm trong Đức Thánh Linh. Công tác truyền giảng phúc âm đã dần lan rộng từ miền Trung đến các vùng cao nguyên Lâm Đồng, Vũng Tàu và các tỉnh phía Nam. Và cũng đã có nhiều nhà thờ được xây dựng nên bởi các giáo sĩ và những mục sư Việt Nam. Vào ngày 23 tháng 6 năm 1973, chiếu theo Nghị định 378, Thủ tướng Bộ Nội vụ Lê Công Chất, chính quyền trước 1975